máy đập đồng hồ, cái này cái xốp để bảo vệ đầu in. Đấy, còn đây là hai rôn giấy cùng với băng mực. Rôn giấy này là in được 700 hình. In 4 x 6 inch là 10 x 15. Bên trong máy in. Bây giờ hướng dẫn lắp giấy. Anh quay.